Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang cùng theo dõi trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chuyên trang truyền hình địa phương Quảng Điền hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Quảng Điền đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đây là cơ sở để huyện tiếp tục thực hiện lộ trình huyện nông thôn mới nâng cao. Quảng Điền linh hoạt chủ động triển khai các biện pháp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp gắn với phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hệ thống chính trị huyện Quảng Điền đã tập trung vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, chương trình đã đạt được những kết quả nhất định, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đó là nền tảng, là cơ sở để Quảng Điền triển khai thực hiện lộ trình huyện nông thôn mới nâng cao. Với quyết tâm thực hiện thành công huyện nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội công cộng theo tiêu chí nông thôn mới như dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng nâng cấp đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa trường lớp, xây dựng các thiết chế văn hóa. Trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã huy động hàng nghìn tỷ đồng để hoàn thiện các công trình theo tiêu chí nông thôn mới, thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nên thu nhập của người dân tăng lên đạt 38 triệu một người một năm. Đến thời điểm này, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Quảng Điền đã thay đổi vượt bậc, kinh tế phát triển khá, kết cấu hạ tầng khang trang, nhất là hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất, văn hóa, cơ sở trường học. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt. Các di tích lịch sử và truyền thống văn hóa được giữ gìn và phát triển. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao. Huyện đã hoàn thành các thủ tục hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương thẩm định vào ngày 12 tháng 12 vừa qua. Thì hiện nay là đã xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với thôn Lộc chúng tôi, người dân rất chỉ là phấn khởi, nhìn đó là một cái tầm nhìn với cái bộ mặt của quê hương rất chỉ là khởi sắc, bà con là nhân dân rất chỉ là đáng mừng. Sau 5 năm thực hiện xây dựng xã nông thôn mới thì đến nay từ hết là cái bộ mặt nông thôn của xã nhà ngày được khởi sắc. Thứ hai thì thu nhập của người dân cũng được nâng cao và cả cái thiết chế văn hóa cũng được hình thành và tinh thần cuộc sống của người dân ngày càng tin tưởng vào sự của Đảng, của nhà nước trong vấn đề xây dựng xã nông thôn mới. Hiện nay huyện Quảng Điền đang triển khai thực hiện lộ trình huyện nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, huyện Quảng Điền tăng cường và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia, phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân các cấp để thực hiện chương trình đảm bảo mục tiêu và hiệu quả cao. Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chú trọng xây dựng các vùng sản xuất tập trung, sản phẩm chủ lực của địa phương để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân theo chuỗi giá trị, gắn với đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, kinh doanh nông nghiệp. Thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho người dân nông thôn. Ứng dụng chuyển đổi số phát triển du lịch cộng đồng nông thôn mới gắn với xây dựng làng sản xuất an toàn. Đến năm 2022, có thêm ít nhất 2 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã còn lại đạt từ 1 đến 2 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong giai đoạn 2021-2025, thì phấn đấu là sẽ có 5 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để mà cố gắng đạt được cái mức phấn đấu đó thì phải có cái sự chỉ đạo quyết liệt ra đồng hành cùng cả các lực lượng cũng như là các cấp. Thì chứ không có thể là chủ quan rồi bằng lòng với những cái mà vừa mới đạt được.
Thì cho nên trong thời gian tới thì huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy sẽ chỉ đạo quyết liệt đối với các lực lượng, các địa phương, các ngành để mà tạo cái sự đồng thuận trong dân cũng như là tạo cái sức mạnh tổng hợp trong cái vấn đề xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện. Với sự vào cuộc tập trung cao độ của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng sức đồng lòng của người dân, Quảng Điền sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, huyện Quảng Điền đã linh hoạt chủ động triển khai các biện pháp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp gắn với phòng chống dịch bệnh. Điều này đã giúp nhiều lĩnh vực tại Quảng Điền được thực hiện thông suốt, góp phần không nhỏ vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Để công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quảng Điền đạt hiệu quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tích cực tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và vận động người dân không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Nhân dân huyện Quảng Điền đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nêu cao tinh thần, ý thức phòng chống dịch bệnh mọi lúc mọi nơi. Tại Trung tâm Hành chính công huyện Quảng Điền cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã thị trấn, lượng người đến giao dịch hàng ngày khá đông, nhưng người dân đã ý thức hơn công tác phòng chống dịch bệnh khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Người dân, đại diện tổ chức doanh nghiệp đến làm thủ tục dùng ứng dụng Huế S, PC COVID hoặc thẻ kiểm soát dịch bệnh để quét mã QR khai báo y tế và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch bệnh. Sự chủ động trong phòng chống dịch bệnh được người dân quan tâm, chia sẻ và chung tay thực hiện. Thủ tục về mà làm ở hành chính công tại huyện Quảng Điền thì công tác phòng dịch thì ở đây là làm rất là an toàn và là còn về cả cái thủ tục hành chính thì em thấy rất là nhanh, gọn lẹ. Trong thời gian qua, để thực hiện nhiệm vụ kép vừa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Quảng Điền đã có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban của huyện tăng cường tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, tổ chức nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống dịch, phục vụ người dân khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa các cấp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người. Qua đó tiết kiệm tối đa chi phí thời gian đi lại, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Nhờ vậy, trong 11 tháng đầu năm, Trung tâm Hành chính công huyện tiếp nhận 7.304 lượt hồ sơ, đã xử lý 9.995 hồ sơ, giải quyết trong hèn hơn 6.840 hồ sơ, trong đó hơn 30% hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến. Khi đến giao dịch tại trung tâm là yêu cầu 100% là công chức viên chức và công nhân tổ chức khi đến giao dịch thì thực hiện quét mã QR qua máy quét được trang bị và bố trí ở cổng ra vào. Là trung tâm đã đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn công nhân tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công, thanh toán trực tuyến, đồng thời nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Với sự chủ động quyết tâm của chính quyền các cấp, mọi giao dịch hành chính công trên địa bàn huyện Quảng Điền vẫn diễn ra thuận lợi, tạo được sự tin tưởng trong nhân dân. Chính những chỉ đạo sâu sát, các giải pháp an toàn trong phòng chống dịch bệnh được triển khai nhanh chóng, hiệu quả đã giúp người dân yên tâm hơn, không chủ quan nhưng cũng không quá lo lắng về dịch bệnh. Chương trình trang truyền hình địa phương Quảng Điền đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau.